đâu mọi người. Sáng sớm mình đi câu cá mọi người, mình phát hiện nó có một cặp ốc hoa nó đang giao phối nè mọi người. Đó giờ mình mới thấy luôn nha mọi người ơi. Sao nó khói gần như hai con này không ăn được hay sao mọi người. Bên đây con cũng có cu nè, bên kia con cũng có cu nữa nè. Thì mình kiểm tra thử nha. Nè, bên đây chọt qua bên kia chọt qua bên đây nè. Gì vậy? Vậy con nào con cái mà không được. Cu là trời. Này các bạn thấy rõ không? Một bên là một bên có cái ống nè. Bên kia cũng có cái ống này, giờ mình dứt thử ra. Sẽ nhảy ra từ từ mọi người. Vì chẳng lẽ đồng tính mọi người. Cứng quá. Đang rút ra từ từ mọi người. Đúc sâu quá rồi. Hiện đang rất là lấy ra rất là khó khăn. Bây giờ nó ngồi mũi cứng quá. Cứng lắm rồi. Giở ốc lên được luôn á. Đó. Một bên nó thục. Còn bên nè. Ủa vậy là mày những con này là đều nó đều tự nhiên giống với nhau được hết ta? Có nha, con này cũng vậy luôn. Vậy là con này nó vừa là đực vừa là cái luôn mọi người.